Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Thế Giới Cây Giống Chi Nhánh Cái Bè. Hôm nay Thế Giới Chi Nhánh Cái Bè có về được một lô nhãn lông tím, cây rất là đẹp nha mọi người. Hiện tại cây đang sinh trưởng phát triển rất là mạnh. Nhãn lông tím này là loại ghép các mọi người. Hiện tại chiều cao của lô cây này là khoảng 5 tấc. Quỳnh thân của cây là khoảng ngón út. Cây này đã rễ rất là nhiều các mọi người. Mọi người mua về là có thể trồng liền được ngay luôn. Nếu mọi người có nhu cầu tìm mua giống nhãn lông tím này hoặc cần tư vấn hỗ trợ, mọi người liên hệ đến số điện thoại 0824 66 4499 để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ạ.